Thưa quý vị, các dịch vụ thiết kế xây dựng không gian sống không còn xa lạ với cuộc sống hiện đại ngày nay. Đặc biệt với những gia chủ bận rộn không có nhiều thời gian theo sát công trình, thì đây là một giải pháp hoàn hảo. Vậy làm thế nào để lựa chọn được đơn vị tư vấn thiết kế thi công chọn gói chất lượng cho không gian sống của bạn? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Giữa hàng trăm đơn vị xây dựng hiện nay, việc lựa chọn một đơn vị uy tín chuyên nghiệp là điều mà bất cứ gia chủ nào cũng quan tâm. Bởi điều này sẽ giúp bạn đảm bảo chất lượng công trình, tính an toàn và thẩm mỹ cho không gian sống. Ban đầu thì trước khi biết đến Hà Nội thì theo truyền thống là tôi sẽ tìm một đơn vị để thiết kế, sau đó tìm một đơn vị thi công. Và khi mà tôi biết đến Green Hà Nội thì các bạn Green Hà Nội đã tư vấn cho tôi và hỗ trợ tôi trong cái chỉnh sửa cái bản vẽ thiết kế trong ban đầu rất là tốt. Và tôi biết được là cái công năng ngôi nhà là phù hợp, và sau này thì nhờ sự góp ý của các bạn Green Hà Nội thì mặc dù không phải là bên thiết kế, là bên thi công, nhưng mà cái công năng của ngôi nhà được góp ý là tôi càng dùng càng ở càng cảm thấy rất là hợp lý. Trong quá trình thi công tại Green Hà Nội thì tôi thấy rất là hài lòng với dịch vụ về tiến độ, về chất lượng, cũng như đặc biệt là cái quá trình giám sát 24/24, các bạn có một camera đặt ở hiện trường và lúc nào tôi cũng biết được là công trình tôi đang làm gì, nhà tôi đang xây như thế nào, các công nhân làm đến bước nào, để tôi rất yên tâm trong việc đó. Vị hoạt động với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Nội Xanh nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng. Đây là điểm đến hàng đầu của rất nhiều các gia đình Việt Nam mỗi khi có nhu cầu trang hoàng hay xây dựng tổ ấm của mình. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nhân công có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, Hà Nội Xanh đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, mang đến những không gian thiết kế ấn tượng và tiện nghi. Đầu tiên là dịch vụ thiết kế, chúng tôi thực hiện hóa những cái ý tưởng về ngôi nhà khách hàng bằng những cái bộ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước và công năng một cách chuyên nghiệp. Thứ hai đó là dịch vụ thi công chọn gói, chúng tôi đồng bộ giữa thiết kế và thi công chọn gói, đảm bảo cho khách hàng về mặt thời gian cũng như tâm tư của mình vào ngôi nhà. Thứ ba đó là chúng tôi áp dụng những cái công nghệ thi công tiên tiến nhất vào trong ngôi nhà. Và với cái tôn chỉ cô nói đó là giá trị hạnh phúc bạn cho đi chính là lúc bạn đang gửi gắm tiền vào trong tài khoản cuộc đời của mình. Vì thế anh em Green Hà Nội chúng tôi luôn luôn chuyên chú vào trong công việc của mình để gửi gắm đến khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất. Hiện tại Hà Nội Xanh đang cung cấp đa dạng các dịch vụ thiết kế và thi công chọn gói nhà dân, biệt thự lâu đài, tòa nhà văn phòng, khách sạn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với mọi hạng mục thi công xây dựng, đơn vị này đều có những tư vấn, chính sách hợp lý, minh bạch, uy tín và rõ ràng, lấy khách hàng là trung tâm. Đây là yếu tố quan trọng giúp Hà Nội Xanh ngày càng phát triển và xứng đáng là địa chỉ tin cậy để gửi gắm xây tổ ấm cho mọi nhà.